Xin chào tất cả mọi người có biết đây là gì không? Đây được gọi là bắp, ở ngoài miền Bắc được gọi là ngô. Và ngày hôm nay Hen muốn chia sẻ với tất cả mọi người, Hen sẽ làm một món ăn từ nguyên liệu này. Và để có thêm nguyên liệu để nấu chung với món này, Hen sẽ đi lên rẫy để hái rau. Và mọi người theo chân Hen nhé, để video là món gì thì mọi người phải xem hết cái video này mới biết là Hen nấu món gì. Và Hen tin chắc rằng nếu mà ăn cái món này, các bạn sẽ không bị mập. Bây giờ mình sẽ đi hái giọt bí. Này này này. Đọt này đẹp quá. La 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 la. Này, cái này đẹp lắm này. Nhưng mà thân nó khỏe thôi, để nó phát triển tiếp. Đấy, cái nào vừa đẹp đủ thôi. Khi mà mình càng hái thì nó càng ra nhiều nhánh. Còn cái mà dành để nó sai trái như thế này nè, là nó có thể ra trái này. Bỏ lại đi. Hoa của nó mình phải phân biệt là hoa này là mình có thể hái được, còn hoa mà có trái thì mình không nên hái. Có bông thì cái nồi canh của mình nó sẽ ngọt nước hơn. Bên này hiêu nhiều hơn nè. La 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 la. Bay trên bầu trời, mình cùng bay lên cao như cồn cao. Ồ ồ ồ. Yêu trái non này. Ồ. Không sao, phải ăn thôi. Rất là khó để có thể kiếm trái khi mà hoa hay là đọt được hái thường xuyên như vậy. Nhưng mà trái này nó cũng hơi có bận một tí. Mày út mà hả mày? Này, nó nở hai sót. Này, đủ chưa ta? Thêm một ít nữa, một nhắm như vậy nữa. Nhưng mà mình sẽ hái vườn kia. Ơi! Cái rau này tí nữa nó teo, nó thành rất là ít luôn. Ria, cái mùa là bọc nà sang chợ đi. Thôi em đi về nha. Bye bye, bye Nia. Nia. Bay lên cao trên bầu trời, cùng bay lên cao, bay lên cao. Rau này mình có thể là sạch xong mình chấm mắm. Cái này là mình sẽ xào làm mặn.
Đó, cái này là gột như vậy đấy. Xong rồi mẹ tách ra hai đường này. Úi. Xong mẹ sẽ lấy một cái miếng sơ ở đây nữa. Đấy, lột ra như vậy. Yếu. Xong lại cắt ra như này. Đấy, dục cái lá này xuống, chia cái này làm hai nữa. Ôi dồi. Khờ nán nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Anh cũng sẽ đi vì anh thích. Bây giờ là mình đã lôi kéo thêm được mẹ. Để bóc cái này, lâu lắm. Cái trà mũ nó như vậy. Ê quân mẹ này đa nhiều. Đây có quân. Mình sẽ làm bắp. Đó là con heo hồi trước mình đã đăng nó hồi nhỏ. Giờ nó lớn rồi. Nó muốn làm quen bạn trai rồi. Mình sẽ thả bạn này chơi trước. Tại vì bạn này là bạn lâu chín nhất. Vì lưu ý là họ đã ăn mặn nữa. Tại vì cái nồi này mình bỏ rau sợ không có đủ. Nên bỏ một cái nồi khác. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ xuống nước gạo, nước bắp. Ôi con muỗi, không phải con ruồi nha. Giả cái này là không có giả giống như giả bắp hồi nãy. Tại vì giả bắp hồi nãy là nó sẽ bay luôn á. Nên mình sẽ kiểu như vò như vậy. Rồi. Nguyên liệu trong cái món này thì đơn giản hơn rất là nhiều, gồm có cá, xong rồi cái này thì đã làm xong sạch sẽ rồi. Cái này thì Hen đã giả rồi. Thôi là. Cháy. Cái củi cây cà phê này là mạnh lắm luôn á. Chết rồi, bay ra le mọi người ơi. Mình sẽ bỏ ớt của mình. Đó, bây giờ là mẹ sẽ nướng thịt xông khói. Thịt xông khói này là thịt heo mẹ tự làm. Và hầu như ai qua nhà Hen khi mà được mời cái thịt xông khói này á, ai cũng khen ngon hết. Và Hen cũng cảm thấy vậy, rất là ngon. Ai qua nhà Hen xong cũng hỏi. Chờ món thịt bao trên bếp của Hen chín thì để làm một cái món ăn chơi giải trí, đấy là món bắp luộc. Ngày xưa Hen là nhà Hen là ngày xưa nha, là cứ món bắp luộc là món ăn chơi của nhà Hen. Ăn chơi ở đây tức là hay trồng sen với lại cà phê á. Xong rồi mình sẽ để dành là tối như thế này mình luộc, xong sáng mình sẽ ăn sáng hoặc là tối mình ăn luôn. Nên hôm nay Hen sẽ luộc. Hen sẽ cột cái đầu nó lại để cái nước ngọt nó không ra. Tại vì cái bắp này nó ngọt lắm. Ít ớt lắm hả? Nhiều lắm rồi đó. Sợ thằng này là. Em Ghi ơi, em Ghi cho bắn mà từ mẹ tục hạnh. Em sẽ bắn lại cái nà con quay TV nà. Là hèn như hèn nữa. Cậu cái này là kìm cho bắn ồ. Cho bắn lại cái này. Ghi bảo không muốn ăn. Cái anh bảo quê quá à. Mời cháu không ăn thì ai ăn chứ. Đây, món bắp này mọi người ạ. Còn gia vị á, Hen không có share cái cách mà nêm gia vị, là mọi người gia vị nêm theo cái cách nấu ăn riêng của mình trong gia đình.
Bây giờ trước khi mọi người ăn thì em sẽ ăn thử một chén cho mọi người xem nha. Chúng ta là một cái người giảm cân á, thì chúng ta chỉ cần ăn một tô như vậy thôi. À, một chén như vậy thôi. Ngon lắm mọi người ạ. Rau, cái mùi của bí thì rất là thơm. Bí thơm mà cái vị ngọt ngọt của mấy cái bông bí này. Đó, gì cho bằng ai hả? Đây là tô canh của Hen. Hồi nãy quay cho mọi người thấy cái cảm nhận của gia vị để cho mọi người dễ tưởng tượng cái mùi vị của nó. Có mùi bắp rất là thơm. Và đại khái là Hen cảm thấy rất là thích, nó rất là hài hòa. Trẻ con ở dưới quê Hen thì khá là thích món này bởi vì nó tạo cái thử hứng thú. Có bắp ở đây nữa, nhai sực sực nên từ nhỏ nó thích lắm. Thì mời mọi người cùng ăn với gia đình Hen nha. Cái đây là thịt heo á. Thịt heo xông khói, ăn thử đi, mới nướng, nóng đó. Quyên vô ngồi vậy lên. Đây. Anh sao em? Quay phim. Anh sao em? Trả lời ơi. Ok. Thì anh sẽ nói món này hết rồi nè. Món này thì gần hết nè. Món này múc 2 lần nè. Món này hết sạch nè. Món này múc 2 lần nè. Ngon quá. Rất là no. Nhưng mà Hen đã tiết chế là ăn tô canh, xong rồi ăn rau và ăn một chút xíu cơm thôi. Nhưng mà không thể cưỡng được. Tại cái món này Hen làm nó cay cay. Ăn cơm. Cảm ơn mọi người đã xem YouTube của Hen. Mọi người hãy tiếp tục xem, tại vì trong những thời gian này Hen sẽ liên luôn cập nhật những cái tin tức, những cái hoạt động hàng ngày của Hen ở tại quê nhà của Hen. Sẽ rất là nhiều điều thú vị về Hen mà hồi trước đăng quang Hen còn giữ bí mật. Bây giờ mình bộc lộ hết chân tướng sự thật về hoa hậu Hờ Hen nhé. Mà mọi người hay nói trên mạng. Ok, bây giờ dọn dẹp chén rửa bát và rửa chén bát thôi. Hen sẽ rửa. Rửa. Ai sao mà rửa. Nhưng mà nếu mà bếp ở Sài Gòn thì mình sẽ đứng như vậy và khóc một người rửa. Còn cái này là mình phải cố mình.